Toàn quốc quý vị và các bạn đã đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây là đôi loa CS Builder CS 77 trơn, một đôi loa cổ của Nhật Bản rất là hay nha quý vị. Những đôi loa CS 77, 88, 99, những đôi loa đó thì nó đi vào lòng người từ rất lâu rồi. Loa sở hữu một bát 30 cm, màng giấy gân vải cực kỳ mềm nha quý vị, rất mềm, viền của nó rất mềm chứ không phải cứng như những đôi loa diatom đâu nha. Trung giấy cũng là viền vải và một chiếc còi nha quý vị. Còi này nó bằng nhôm hay bằng gang gì đó cho nên tiếng kêu nó rất là hay. Khung quách góc cạnh đôi loa này thì còn đẹp tuyệt vời luôn quý vị, đẹp miên man luôn. Những đôi loa cổ này còn rất là đẹp, gỗ lại nó còn đẹp, rất là đẹp nha quý vị. Thành quách góc cạnh những đôi loa này thì khỏi chê, đẹp tuyệt vời hết. Đây, rất đẹp nha. Tinh chỉnh, một vi tinh chỉnh và Unisex M7 đây nha. 8 ohm. Những con 77, 88 rất dễ ghép âm ly quý vị. Em đang ghép nó với con Sansui AU 5500 này nha quý vị, rất là hay luôn. Con Sansui chắc âm nó rất là mộc mạc, rất là chi tiết. Có nút chỉnh được mid luôn nha quý vị, có 3 nút chỉnh bass, mid, chép cho quý vị. Thành quách góc cạnh rất là đẹp nha quý vị, không bể nở nha, đẹp luôn. Các tiếng loa đây, nguyên zin nha, đây nguyên zin, chỉ có chỗ này nè quý vị, có hai cái vệt keo đây nha, hai vệt keo. Đây là do cái này là bên bãi về luôn nha, chứ bên em không xử lý luôn nha, là nó em tháo củ loa em xem rồi, ở trong nhìn ra thì nó giống như là bị một cái lỗ,
giống như là chân nhang vậy, không biết bị cái gì mà nó hợp vào, cho nên là nó dùng keo nó xử lý, nó dán dính ở đây, cái này bên kia nó về vậy luôn, chứ em không có xử lý nữa. Thì đôi loa này giá rất là mềm, giá đôi loa này là 6.800.000, ship toàn quốc, không bao phí ship nha quý vị, không bao phí ship, quý vị lưu ý. Giá rẻ hơn cả 1.2 triệu luôn rồi đó quý vị, chỉ hai cái vết lỗ nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu thôi, chân nhang thôi. Thật sự cái này nó không ảnh hưởng tới chất âm nha quý vị. Quý vị đẩy lưới vào thì nói chung cái giá 6.800.000 không tìm được đôi loa nào mà hay như vậy đâu. Một đôi loa có thể trưng bày, đôi loa này nó thùng nó to hơn CS88 luôn nha quý vị. Gỗ dày hơn, thùng to hơn, cao hơn, to hơn luôn. Trưng bày rất là đẹp nha quý vị, nhìn nè, rất là đẹp luôn. Đôi loa mặt trước ê căng còn đẹp tuyệt vời, thùng loa cũng đẹp tuyệt vời luôn. Trưng bày rất là đẹp, giá 6.800.000 thôi, rất hữu nghị để quý vị sở hữu. Các tiếng loa nguyên zin, khẳng định quý vị.